là tờ báo của thủ đô Hà Nội, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô trải qua 39 năm hình thành và phát triển đã có vị thế vững chắc trong lòng độc giả. Trên mỗi chặng đường suốt dọc chiều dài đất nước, luôn có bóng dáng của các phóng viên Tuổi Trẻ Thủ Đô tác nghiệp đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và tận tâm vì những thông tin hữu ích được truyền tải tới bạn đọc. Nhắc đến báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, bạn đọc đã quen thuộc với các ấn phẩm báo in và báo điện tử như báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, ấn phẩm Tuổi Trẻ và Đời Sống, chuyên đề Thanh niên khởi nghiệp làm giàu, báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô và các chuyên trang Tuổi Trẻ và Pháp Luật, Khởi Nghiệp Trẻ. Đặc biệt, báo đã có 7 văn phòng đại diện tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, miền Trung Tây Nguyên. Điều này khẳng định sự không ngừng phát triển và khát vọng bứt phá trong thời kỳ mới của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Nhiều năm qua, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô với sứ mệnh là tiếng nói của thế hệ trẻ thủ đô, chung tay thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tinh thần Hà Nội vì cả nước. Liên tiếp các năm 2023-2024, vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, báo đã thực hiện hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, đồng thời trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng thực hiện thành công chương trình nghệ thuật Ơn Nghĩa Sinh Thành mỗi dịp Vu Lan, đưa chương trình thành thương hiệu uy tín nhằm lan tỏa đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn, nuôi dưỡng lòng biết ơn cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, báo cũng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa dành cho các bạn trẻ như tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hà Nội vì cả nước. Đợt lũ vừa qua, công đoàn, Đoàn Thanh niên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã phát động phong trào ủng hộ, trao tặng quà, hiện vật, hỗ trợ nguồn lực giá trị hơn 1 tỷ đồng với bà con, đồng bào vùng tâm lũ, Yên Bái, Lào Cai. Những hoạt động này nhằm khẳng định vai trò, sự đóng góp quan trọng và uy tín của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô trong làng báo Việt Nam. Riêng với văn phòng miền Trung Tây Nguyên, sau 5 năm được thành lập, các phóng viên, biên tập viên của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã không ngừng nỗ lực, cố gắng bám sát đời sống của nhân dân, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để phản ánh chân thực mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Trong 5 năm vừa qua, kể từ khi thành lập vào tháng 9 năm 2019, thì dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, ban biên tập và đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của đồng chí tổng biên tập, văn phòng miền Trung và Tây Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa thông tin sâu rộng đến với quần chúng nhân dân, đồng thời xây dựng hình ảnh thương hiệu của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trong 5 năm qua, văn phòng đại diện miền Trung Tây Nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin toàn diện, kịp thời, chính xác. Nhiều tuyến bài phản ánh đã để lại ấn tượng và niềm tin sâu đậm trong lòng độc giả, trong lòng người dân, nhất là trong tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, lối sống tới các đoàn viên thanh niên, giới trẻ ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và trên khắp cả nước nói chung. Bên cạnh đó, với phương châm bám sát, bám chắc, phóng viên của văn phòng miền Trung Tây Nguyên đã có những bài viết phản ánh thiết thực, hữu ích, góp tiếng nói cùng các cơ quan báo chí khác trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn đối với việc phát triển vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng và từng địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên, phong trào xóa nghèo, giúp nhau làm giàu, chuyển đổi số, phong trào tình nguyện của tuổi trẻ miền Trung, những gương mặt thanh niên tiêu biểu, làm theo lời Bác đã được các phóng viên, biên tập viên của báo kịp thời đưa tin, phản ảnh, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng trong giới trẻ. Vượt qua khó khăn về địa hình, về khí hậu thời tiết, tất cả vì lương tâm của người làm báo, các phóng viên, biên tập viên tại miền Trung Tây Nguyên luôn sát cánh cùng nhịp sống của người dân nơi đây, khẳng định vị thế của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, để Tuổi Trẻ Thủ Đô trở thành cơ quan báo chí uy tín, tin cậy với độc giả, đồng thời khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian vừa qua, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cùng với lại ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều cái nội dung hoạt động. Thứ nhất là công tác đưa tin và phối hợp
thì như báo Tuổi Trẻ Thủ Đô công tác tuyên truyền đưa những thông tin của đoàn đến bà con người đọc được xuyên suốt và thường xuyên hơn. Cái thứ hai, trong thời gian vừa qua, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đã có cái phối hợp cùng với ban thường vụ tỉnh đoàn triển khai các nội dung, đặc biệt là chương trình thuyền biển rồi sửa chữa nhà cho bà con nhân dân các em gì còn cảnh khó khăn. Cái thứ ba nữa là công tác định hướng tuyên truyền thì nhờ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đã có những cái nội dung quan trọng truyền tải đến cho các bạn trẻ và thanh thiếu nhi. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Thành đoàn Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và tới đây là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh đoàn Kon Tum và giao cho Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên thực hiện. Trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với Thành đoàn Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Văn phòng đã nỗ lực và cố gắng thực hiện tốt các chương trình, sự kiện nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các bên. Trong đó, Văn phòng đã phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 ngôi nhà cho hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi trị giá 100 triệu đồng. Trao hỗ trợ 33 triệu đồng nhân dịp Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ tư. Tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi tổng số tiền 50 triệu đồng. Trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cho các em học sinh trung học phổ thông huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi trong chương trình mũ bảo hiểm tặng em. Vừa qua, Văn phòng cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn Kon Tum tặng thẻ bảo hiểm y tế và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sa Thầy trị giá hơn 100 triệu đồng. Trao tặng xe đạp điện, đồ dùng, sách vở học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Đắc Dục, tỉnh Kon Tum. Những việc làm ý nghĩa trên đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân địa phương. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô luôn luôn là một đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là cái việc đa dạng các hình thức tuyên truyền. Thì đơn vị luôn luôn đồng hành cùng với tỉnh đoàn trong việc tuyên truyền, định hướng giáo dục các hoạt động của đoàn. Bên cạnh đó thì cái việc mà nhân rộng các cái mô hình này, cái cách làm sáng tạo, đặc biệt là những cái gương điển hình đối với lại cái việc mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số là một việc hết sức là ý nghĩa. Trong bối cảnh thời đại công nghệ số, Văn phòng đại diện miền Trung Tây Nguyên nói riêng và báo Tuổi Trẻ Thủ Đô nói chung luôn đẩy mạnh việc đổi mới sáng tạo, không ngừng thích ứng với sự phát triển của công nghệ số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với hành trình 39 năm của Tuổi Trẻ Thủ Đô, từ ngày đầu xuất bản năm 1985 đến nay, thì trong đó Văn phòng miền Trung Tây Nguyên đã có 5 năm đồng hành. Cho nên đây một cái hành trình là cái sự nỗ lực, sự cố gắng của tập thể các đồng chí lãnh đạo văn phòng và các phóng viên đã được lan tỏa tới các khu vực miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum. Và thay mặt cho 30 tập thì chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Kon Tum và Thừa Thiên Huế đã luôn đồng hành và hỗ trợ. Thay mặt ban tập chúng tôi trân trọng cảm ơn. Với sức lan tỏa, uy tín và phạm vi tác nghiệp rộng khắp, Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tại khu vực miền Trung Tây Nguyên vẫn ngày một nỗ lực phấn đấu không ngừng, đóng góp tích cực hơn nữa trong giới thiệu, quảng bá sâu rộng những hình ảnh về văn hóa, con người, những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên đến với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên cả nước, góp phần không nhỏ vào sự phát triển vững chắc của mảnh đất và con người miền Trung Tây Nguyên.